Xin chào anh em, trong cẩm nang sửa chữa của mình thì mình có những cái tình huống mình gọi là mình chấp nhận không nhận được máy, chấp nhận khách có thể hoài nghi đó, nhưng mà mình sẽ không làm theo yêu cầu của khách. Đó là một cái tình huống cụ thể như sau. Đây là con Samsung Galaxy A53, máy này anh gọi cho mình, anh hỏi thay màn hình bao nhiêu, mình báo giá rồi, anh đồng ý hết rồi đó, thì anh đem máy qua cho mình và mình hỏi tại sao anh thay, thì câu chuyện anh nói máy anh rớt xuống nước. Và anh đem ra một cơ sở sửa chữa thì họ báo là cái màn hình này hư phải thay màn đó, nhưng mà bên đó không có được cái màn hình zin vân vân gì đó, thì anh muốn thay bên mình để thay đúng cái màn hình zin. Câu chuyện nghe có vẻ rất là hợp lý, nhưng mà cái máy này mình sẽ không nhận thay màn hình liền, lấy liền theo như yêu cầu của anh. Tại vì sao? Bởi vì một cái máy mà anh em vào nước rớt hẳn xuống nước và đến nỗi hư màn hình thì có rất nhiều rủi ro đến những bộ phận linh kiện khác anh em có thể gặp phải. Bây giờ ví dụ mình thay cái màn hình vào theo yêu cầu của ảnh, thay lấy liền, thay vào ok, nhưng mà anh em về anh em xài cái tỷ lệ phát sinh lỗi là tới hơn 80%, thì có những cái lỗi nó phát sinh nặng nhẹ chưa biết được, và có tình huống nó rất nặng thì sao anh em, nó hư hỏng rất nhiều thì sao, thì lúc đó cái màn hình anh em đã thay, anh em đã tốn một số tiền không nhỏ cho thay màn hình, và nó phát sinh ra hàng loạt những cái vấn đề khác. Đối với anh em chấp nhận và dư giả tài chính thì nó không là vấn đề, nhưng mà đối với anh em không hiểu và không lường trước được thì đây nó là một vấn đề đó. Có nghĩa là mình có trách nhiệm phải cho anh em lường trước những cái tình huống có thể xảy ra khi mà anh em thay màn hình vào một cái máy đang bị vô nước đó. Nhiều anh em cứ dựa vào cái phỏng đoán của đơn vị trước, đó là máy này hư màn hình, hư màn đồng ý là hư màn, nhưng mà nó có phải là chỉ hư màn hay không? Đó, khi nào chỉ hư màn thì chúng ta thay màn. Đó, còn lần này chúng ta vào nước, chúng ta chưa biết được những cái bộ phận khác như thế nào, thì chúng ta phải có cái dự trù và phải có cái sự rõ ràng. Nếu anh em chấp nhận thay xong rủi ro hư hỏng cái gì đó, anh em chịu hết, anh em kêu mình cứ làm đi thì mình sẽ làm. Còn anh ví dụ mà anh em không lường trước được, anh em cũng ở mờ, anh em cũng không biết rằng liệu nó phát sinh quá thì mình có nên sửa, mình có nên thay màn hay không, thì mình bắt buộc phải nhận lại để kiểm tra tổng quát lại từng chi tiết linh kiện trên máy và đưa ra cái chẩn đoán cuối cùng, đó là cần thay màn thôi hay là vừa thay màn vừa sửa chữa một cái điều gì đó. Đó là cái quy trình chuẩn ha. Đó, cái điều này nó khó, đa số bây giờ chúng ta cứ thích chốt deal với khách, chốt sale, có nghĩa là chốt sale được cái màn hình, chốt thay được cái màn hình, anh em báo ra khách đồng ý thay màn, cái anh em nhận cho anh em thay liền, còn cái chuyện phát sinh cái gì về tính sau như một lẽ hiển nhiên đó. Còn ở đây mình chọn cái con đường nó rườm rà hơn đó, ông thay màn đại, ông lấy tiền công cho rồi, ông còn nhận lại, ông coi này kia nọ, tốn thời gian, nhiều khi nó phát sinh nhiều quá rồi anh em đâu có thay, coi như mình cũng không được cái gì, tại mình cũng đâu có lấy phí kiểm tra gì đâu anh em đó. Nhưng mà cái này là cái đạo đức nghề nghiệp bắt buộc mình phải làm vậy ha. Rồi ok, anh em nào cần tư vấn về thay màn hình A53 hoặc bất kỳ một lỗi nào, anh em cứ liên hệ trực tiếp, thông tin mình để bên dưới. Bye bye.